Chào tất cả anh em xem clip nha. Thì tiếp tục cái chương trình để là bào tem cho hai cái bộ áo siêu vip này. Đó, nói chung là chỉ có một áo vip thôi anh em ơi, còn một áo kia cũng thường thôi. Nói chung là trên mức khá một tí. Chứ cũng không gọi là vip lắm. Thì để bào tem cho hai thằng đỏ đen này thì ở đây nó sẽ có hai bộ tem tồn. Một thằng là đế 3M. Một thằng là tem tồn đế vàng ngày xưa. Thì ở đây sẵn để nói lên cho anh em luôn, tại sao cái chất lượng của thằng đế 3M, thằng đế 3M nha, cái bộ tem của thằng đế 3M nó lại mắc gấp 2 lần và hơn 3 là gần 3 lần của cái đế vàng hồi xưa. Thì đây để chỉ cho anh em thấy luôn. Đó, thì cái bộ tem tồn 3M này là mạnh mua để mạnh chơi, nhưng mà cuối cùng là thôi bù cho anh khách chơi 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 đẹp với anh khách luôn. Thì cái này để mai mạnh sẽ nói sau, khi nào lên cái dàn áo mình sẽ nói sau. Thì đây đi vào chi tiết luôn để anh em coi nè, để bật đèn lát lên cho anh em coi. Thứ nhất cái đế ba em nè, nguyên một cái dàn áo, nguyên cái bộ tem đế ba em chỉ chóc đúng một cái chỗ này, chóc keo đúng một chỗ này. Còn cái tem tồn nè, tem tồn đế vàng nè, nè nó chóc tùm lum hết luôn đó, nó chóc tùm tùm đó. Bởi vì keo cái đế ba em rất là tốt nha anh em. Cái thứ hai anh em nhìn coi nè, cái này nó bị nổ đó, lâu năm quá bị nổ. Còn bên thằng đế ba em nè không có nha, không có nổ nha. Cái thằng này lâu quá nó ngã màu nè. Còn thằng đế ba em nó cũng ngã màu, nhưng mà nó không ngã màu bằng thằng kia. Thằng kia nó ngã hơn đó, anh em thấy không? Nhìn nè, nói chung là nhìn thì hai thằng y chang nhau à, nhưng mà thằng đế ba em để chỉ anh em thấy cái nè. Cái thằng tồn hồi xưa nè, tới đế vàng nè, chỗ này nó còn dạng như nó còn bị lỗi anh em, bị chấm nè. Anh em thấy cái dòng cái này nó còn bị chấm đen đây không đó. Còn đâu nữa ta, bữa hổm còn thấy đâu đây nữa nè, cái chỗ số 1 này nó hơi lem đem nè, có những cái nó sẽ lem nha anh em. Còn cái thằng đế ba em á nó sẽ không có nè, nè nó đẹp. Đường nát nó cũng sắc nét hơn kia hơn tí, nói chung là nhỏ nhặt hơn em, nó không có đáng, nhưng mà để chứng minh là cái tem này nó thuộc dạng cao cấp hơn thằng kia, giá trị nó gấp hơn 2 lần đó. Bộ tem này thì khách mua có triệu mấy vậy, còn bộ tem này trước khi mình mua tới 3 triệu bạc đó, hơn 3 triệu bạc, hơn 3 triệu nha anh em, chứ không phải 3 triệu, hơn 3 triệu bạc cái đấy ba em. Rồi ok, cảm ơn em xem clip nha.